Hi, xin chào mọi người lại là mình đây son studio thì uh, cái video trước thì mình nói về uh, uh, cái plugin để uh, giả lập cái biến cái uh, cái tín hiệu digital nó mô phỏng thành cái tín hiệu uh, analog thì hôm nay tiện thể mình làm luôn cái video là uh, hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái preamp plugin đúng không cho những ai mà không có preamp phần cứng thì chúng ta sẽ sử dụng cái preamp plugin này uh, nó cũng khá là hay À, nó nằm trong bộ quay luôn cho nên là mọi người không cần phải tìm linh tải đâu Thì đa số mọi người ở đây đều đã có cái sẵn cái bộ quay quay rồi nha Thì uh, nó sẽ là nó có cái tên là Scape Mọi người vào cái mục Effect Vendor này À đây, để mình mở cái màn hình cho mọi người xem Đây ha Mọi người vào cái mục Effect này Mọi người tìm cho mình là chữ Scape Đó là Scape 73 Thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó cho Vocal ha một trường hợp cụ thể là mình sẽ sử dụng cho vocal thì mọi người cho vocal thì mọi người dùng cho mình cái cân uh, mono nha scap 73 mono này à mọi người kéo vào cái cái uh, top cái cái đầu tiên của phần insert này à. à mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cho vocal được chưa um, đây thì uh, mình có cái hãng của người ta là cái trong một quay thì người ta bán khoảng 30 đồng này thì mọi người cài cái bộ quay vào là có cái à cái plugin. Thì à, cái này nó sẽ giúp cho mọi người là nó um, mô phỏng lại cái preamp phần cứng của hãng Neve, hãng Neve 1073 console này, classic này. À, nó sẽ thêm cái màu sắc ha, colorful EQ and My preamp luôn. Nó có hai nó đồng thời vừa là một cái EQ vừa là một cái My preamp luôn cho những ai không có preamp. Đó. À thì nó sẽ thêm cái độ mập này, độ chắc tiếng này, độ dày tiếng bằng cái transformer saturation. À, thì uh, người ta cũng có hướng dẫn thì mọi người ở nước, kênh nước ngoài thì bây giờ mọi người xem mình làm thì nó dễ dễ hiểu hơn ha. Rồi. Mình sẽ bỏ cái scape omni um, uh, scape 73 mono vào vật và cái phần đầu của chuỗi insert này. Rồi, đầu tiên á, là mọi người có cái preamp và dry, dry thì thường là mình sẽ không dùng cho cái phần vocal ha, mình sẽ dùng cho cái um, à, tiếng guitar rồi đó, các cái nhạc cụ thì mình dùng dry, đó, chế độ dry còn không bình thường là dùng cho vocal mình, mọi người để cho mình preamp thôi nha. Rồi mọi người để mặc định cho mình khoảng trừ 20 này, đó. Nó đang uh, chế độ bình thường, á. nó có hai chế độ, một là live hai là mic đúng không? thì mọi người để cho mình cái bình thường là trừ uh, 20 này. Rồi nó là một cái EQ mà đúng không? Nó là một cái EQ thì nó có 3 dạng tầng này, tầng 2, mid và low. Hai thì nó có cái sell này. À, nó có cái sell này. Đây, à, cái biểu tượng sell này, còn cái biểu tượng uh, um, có nghĩa là hình chiếc nón á, à, tăng hoặc giảm và low sell high sell Rồi, và mọi người có hai pass filter nữa. À, low pass filter. À, low cut đi à, hai người gọi là hai pass filter low cut nó là một tên nha nó là một đó thì uh, bật nó lên và thông thường thì đối với vocal thì mọi người có thể cho lên 80 cũng được nha cho lên 80 cắt cho nó sạch rồi đầu tiên á, thì mình nghe thử nha mình nghe thử cái vocal này trước nha à, mình sẽ đeo tai nghe luôn để nghe cùng với mọi người nha đổi cam bên này đi rồi mình sẽ nghe cùng mọi người ha cái đoạn này nha mình sẽ để mỗi vocal thôi Ngày trời không đâu mà sau bao năm dài lâu thì đâu cứ lại vào đây chẳng đưa nên nào cứ trái dòng màu hồng nhưng ta cứ tin bao buồn phiền rồi tan biến hay là nghĩ sao lại ngày trời không đâu mà sau bao năm dài lâu à, mình cảm giác cái vocal nó hơi ộp xíu cho nên là uh, mình sẽ giảm cái tầng lâu và tăng cái tầng mid lên cho nó ấm tiếng hơn xíu nha tăng mid và giảm lâu rồi mọi người thấy nè nó có hai vòng nha cái vòng ở ngoài á là gain á, là tăng giảm gain nè, tăng cái độ nhiều ít này Rồi, cái vòng ở trong là tăng giảm gain còn vòng ở ngoài này. Vòng ở ngoài là frequency đó, frequency tần số của chúng ta đó nha. Đó. Thì bây giờ sale uh, của mình thì mình để là khoảng 200 nha. Rồi 200. Rồi mình giảm nó xuống xíu, cái vòng trong thì mình giảm nó xuống xíu. Đó. Rồi, mid nè. Thì bây giờ mình muốn à, mình chọn cái EQ xíu nha. Rồi mình khoảng 1 sáu mình sẽ boost nó lên một xíu. Vòng ngoài là là gain này Vòng trong là gain. Mình cứ nhầm chỗ này hoài. Vòng trong là gain. Vòng ngoài á là cái tần số, cái frequency đó. ta à, mình sẽ boost nó lên xíu. Rồi cái hai thì mình giữ nguyên nha. Cái hai mình giữ nguyên thì đâu cứ lấy vào đấy chẳng đưa nên nào cứ trái dòng hoa hồng nhưng ta cứ tin bao buồn vì rồi tan biến bị... đó mọi người đeo tai nghe kiểm âm và mọi người nghe ha thì âm thanh nó đang uh, chắc hơn và nó giảm cái độ ộp ở tầng trầm tại vì cái uh, cái mic này người thu cái mic này thì uh, tiếng mic nó cũng không hay lắm Hay là nghĩ sao lại người trời không đâu mà sao bao năm dài lâu thì đâu cứ lấy vào đấy chẳng đưa nên nào cứ trái chơi... à, mình uh, đang bật lên là bypass tức là không có hiệu ứng gì hết á Hồng. nhưng ta cứ tin bao buồn phiền rồi tan biến hay là nghĩ sao lại ngày trời không đó mà sao bao năm dài lâu thì đâu cứ lại vào đây thì mọi người thấy không khi mình bật nó lên thì hầu như âm thanh nó nó chắc hơn nó ấm hơn nó nổi hơn và nó bớt cái độ ộp hơn cái tầng trầm này. cái low này mình giảm thêm xíu nữa ha rồi hai thì cảm giác tầng hai á tầng cảm giác nó hơi sáng xíu thì mình cũng giảm tầng hai có nghĩa là đây là đây là một cái EQ nha đây là một cái preamp kết hợp với eq thì mọi người sẽ tăng hoặc giảm để cho thêm cái tone thêm cái màu sắc cái âm sắc đầu vào của chúng ta đó, đó đầu vào vocal tức là cái bài này thì có thể mình chỉnh như thế này nhưng mà bài khác thì mình sẽ chỉnh theo kiểu khác à, cái cách chỉnh thì mọi người cứ à, nghe và án chừng và muốn cái âm thanh của mình đầu vào mình muốn cái âm thanh nó tương đối như thế nào thôi đó đây là cái đầu vào, cái bước đầu tiên á Mình để đầu tiên trong cái tuổi, chuỗi insert đúng không? Đó Chẳng đưa nào cứ trái dòng hồng Nhưng ta cứ tin bao buồn phiền tan biến Tăng một xíu tầng à Tầng mid lên xíu, giảm xíu tầng 2 ha Giảm xíu tầng 2 Tầng 2 thì là như nó chỉ có một nút thôi ha, mọi người chỉ có một nút mình giảm một xíu tầng 2 là từ 12.000 này. À, từ 12 000 trở lên thì mình sell. Mình sell mình off nó xuống xíu. À, mọi cho những ai chưa biết hai sell hay là low sell nó như thế nào? Nó, nó như này này. Mọi người xem này. Là ví dụ hai sell này. Nó sẽ như này này. Đó. Đó. À, còn cái này là... Cái tên là gì mình quên rồi. À, nó là... Đó là hình cái nó nó mình quên cái tên của nó rồi. Slope shape bell à nó là hình cái chuông đó bell thì nó như thế này còn low cell thì đây ví dụ low cell à, cell thì như này còn này là hai cell còn bell là như này đó thì cho những ai chưa biết về cái biểu tượng thì mọi người nó tương tự như trong này nè hai cell này đúng không à, bell này low cell low cut à, hay là high pass filter Đấy. rồi mọi người canh lại cái đầu ao xíu ha mọi người được đừng để mà tốt nhất á, thì mọi người click vào đây cho mình link into này, đó để như thế này. Tại sao là như thế này? À, có nghĩa là thông thường các cái tín hiệu đầu ra đầu vào á, trước và sau khi dùng plug in nào thì theo nguyên lý á, là trước và sau khi dùng cái âm thanh nó không được thay đổi nha. Cái volume cái âm thanh không được thay đổi thì mọi người ví dụ mọi người giảm cái đầu in thì phải người phải tăng cái đầu out ra để cho âm thanh trước và sau khi dùng plug in nó không được thay đổi. À, thì đây, mọi người canh cái đồng hồ ha. Mọi người chuyển meter qua in out để mình xem cái sự khác biệt nhiều hay ít nha. Đầu vào và đầu ra đó, nó chỉ đo được cho mọi người một cái đồng hồ thôi. À, thì thông hồi nãy, cái video trước mình có nói rồi á, là nó khoảng là từ trừ 5 cho đến dương 1 là gọi là cái sweet pot, cái mức tối ưu cho khi mà sử dụng các cái uh, dạng analog cho đồng hồ này nè. Dạng analog mà có cái đồng hồ kiểu này nè. Thì bây giờ mình sẽ canh nha. Ừ hay lo nghĩ sao là người chơi không đâu mà sau bao năm dài lâu thì đâu cứ lại vào đây à, ví dụ tăng input được quá nhiều đúng không chẳng đôi nào cứ chơi dòng hồng nhưng ta cứ tin bao buồn phiền rồi tan biến hay lo nghĩ sao là người chơi không đâu mà sau bao năm dài lâu thì đâu cứ lại vào đây chẳng đôi nào cứ chơi dòng hồng nhưng ta cứ tin bao buồn phiền rồi tan biến hay lo nghĩ sao là người chơi không đâu mà sau bao năm dài lâu thì đâu cứ lại vào đây chẳng đôi nào cứ chơi dòng hồng nhưng ta cứ tin bao buồn phiền xoáy tan biến hay là nghĩ xóa là người chỉ không đâu mà sao bao năm dài lâu thì đâu cứ lại vào đây Sẵn đưa nên đâu đó mình sẽ giảm một xíu input và tăng uh, một chút output ha cho nó cân bằng ha rồi bây giờ mình thử ha, tắt và bật xem nhé bật nút này cho những ai không biết đi ha chứ nhiều khi cái bypass này mọi người không hiểu rồi mình bật cái ở đây nha bật tắt nha cứ chai sống hoa hồng nhưng ta cứ tin bao buồn phiền xoáy tan biến hay là nghĩ sợ là người chỉ không đâu Mà sau bao năm dài lâu Thì đâu cứ lấy vào đây Chẳng đưa nên nào cứ trái dòng hoa hồng à, Cảm giác cái vocal nó sâu hơn Và nó gom chặt ở giữa hơn à, Khi mình tắt đi cảm giác nó ộp ộp Nó khó chịu Nhưng ta cứ tin bao buồn phiền rồi tan biến hay là nghĩ sợ là người chỉ không đâu mà sau bao năm dài lâu thì đâu cứ lấy vào đây chẳng đưa nên nào là cái chữ đâu này mọi người để ý cái chữ đâu thì mọi người sẽ nghe rõ hơn này mà sao bao năm dài lâu thì đâu cứ lấy vào đây thì đâu cứ lấy thì đâu cứ lấy đó, thì đâu cái chữ đâu nó khá là ộp ạ à. thì đâu cứ lấy à, khi bật cái scape này lên này. thì đâu cứ lấy vào đây anh chơi không đâu mà sao bao năm dài lâu thì đâu cứ lấy vào đây chẳng đưa nên nào cứ trái dòng hoa hồng nhưng ta cứ tin bao buồn phiền rồi tan biến hay là nghĩ sao là người chỉ không đâu mà sao bao năm dài lâu thì đâu cứ lấy vào đây chẳng đưa nên nào cứ trái dòng hoa hồng Đấy, đó là cách mọi người sử dụng cái preamp plugin Scape 3 mô phỏng cái classic Neve ha, cái uh, classic um, preamp đó. Ok, cái video này thì uh, đơn giản vậy thôi, mọi người sử dụng cái plugin này cho vocal và điều chỉnh cái EQ theo cái cái, cái tông màu, cái âm sắc mà mọi người mong muốn ha. Rồi video tới đây rồi Mọi người uh, có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thì comment ở phía bên dưới Rồi cái link tải thì chắc mọi người có cái bộ quay rồi ha Còn nếu ai mà chưa có thì comment phía bên dưới cho mình biết nha Nếu chưa có thì uh, mình sẽ để lại link Ok. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo của Son Studio nha Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng việc đăng ký kênh nha Xin chào và hẹn gặp lại